thưởng thức nhạc cảnh Hãy Thắp Sáng Lên cho tất cả các anh chị em ca đoàn Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cô Giúp trình bày. Ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay chúng ta vẫn còn thiếu thốn. Chúng ta có mặt nơi đây, đấy là một hồng ân, bởi vì chúng ta biết chúng ta còn khỏe mạnh và còn ấm áp. Mới đây nhất là tại Phi Luật Tân, chúng ta cũng biết nhiều nơi chúng ta đã không có đủ điều kiện sống tối thiểu của một con người. Hãy thắp lên niềm tin Kitô. Đây là nhạc phẩm mở màn cho chương trình tối hôm nay. Người mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu trong chương trình tối hôm nay, anh nói với tôi rằng từng giới thiệu anh là nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi tôi nói đến nghệ danh của anh thì chắc chắn không ai không biết đến anh, bởi vì nhạc phẩm của anh vang bạc trong tất cả các giáo đường, trong các bài thánh ca. Xin quý vị cùng chúng tôi chào mừng MC Đỗ Vĩ Hạ.